Ngày 24 tháng 9, tạp chí xe điện Edison của Đức đăng tải bài viết về VinFast sau khi tham dự buổi giới thiệu kính tại Turin Ý, -E, trong đó tiết lộ một số thông tin của dòng xe VFE35 và VFE36. Cụ thể, phiên bản thương mại của VFE35 sở hữu chiều dài tổng thể 4,75mm và 5,13mm đối với VFE36. Như vậy, kích thước của VFE35 tương đương BMW X3. Còn kích thước của VFE 36 tương đương Tesla Model X. Tạp chí này tiết lộ thêm, hai mẫu xe này sẽ được giới thiệu tại triển lãm Auto Los Angeles vào cuối mùa thu năm nay và triển lãm xe tại Las Vegas năm sau. Vinfast không công bố hiệu suất động cơ và phạm vi di chuyển của VFE 35 và VFE 36 tại buổi giới thiệu ở Ý. Trước đây, từng có thông tin VFE 35 sử dụng bộ pin 90 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa 500 km cùng hai biến thể động cơ điện, bản motor đơn cho công suất 201 mã lực và mô men xoắn 320 Nm và bản motor đôi cho công suất 402 mã lực và mô men xoắn 640 Nm. VinFast VFE36 sẽ sử dụng pin LFP 106 kW, được cung cấp bởi đối tác các online đến từ Trung Quốc. Pin LFP là loại pin mà VinFast và các ông lớn trong ngành xe thế giới gần đây đổ xô vào nghiên cứu. Ngoài ra, một loại pin thể rắn cũng đang được phát triển. Cũng có tin đồn rằng, dòng xe này sử dụng công nghệ sạc nhanh của Stordas, giúp rút ngắn quá trình sạc. Hiện chưa có bất cứ thông tin nào về giá bán. Thông tin đáng tham khảo duy nhất về giá buổi giới thiệu là ý định cạnh tranh trong phân khúc cao cấp của VinFast. Do đó, tạp chí Edison khẳng định VFE 35 sẽ có giá trên 50.000 euro và VFE 36 có giá trên 60.000 euro không giống với chiến lược ở quê nhà. VinFast tiến ra thế giới bằng trải sản phẩm thuần điện. Hãng đang thúc đẩy làn sóng điện khí hóa giống như Tesla, Polestar, Neo và iOS. Những chiếc xe của VinFast được phát triển cùng các thương hiệu danh tiếng trong ngành công nghiệp như Bosch, ZF, Vin được lắp tại châu Á và Pininfarina nơi chịu trách nhiệm thiết kế. Kế hoạch bán xe VinFast ở nước ngoài sẽ bắt đầu từ năm sau.